Hello tất cả anh em nha, và chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Bistergy đây. Và chào mọi người đã quay trở lại với cái series mà Bistergy chơi đấu trường chứng liên 14 này năm ơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng tiếp tục thực hiện những thử thách mà tất cả anh em đặt ra cho mình nha. Thì nếu như anh em nào muốn mình làm cái gì thì cứ bình luận ở phía dưới nha anh em ơi. Mình sẽ cố gắng mình thực hiện hết từng cái nha. Thank you anh em rất là nhiều. Và anh em nào xem thay thì đừng quên làm là ủng hộ nha. Bấm đăng ký kênh cũng như là cái chuông để nhận thông báo mới nhất về những video mà đã trên kênh này nha. Đó là động lực rất là lớn để cho mình tiếp tục làm những video thật là chất lượng và gửi đến tất cả năm đó. Thì như em có thể thấy là mới đầu game vào gọi là round 2.2 nha anh ơi. Tại vì round 2.1 là mình chưa có thằng tài tính anh. Đó, vừa mới nãy luôn biết được con Tam Ken này, xong rồi nó ra thêm con Zin, xong rồi Annie. Nói chung là bốn thằng tài cực kỳ sớm luôn. Nhưng mà nó khó một cái đó chính là nếu như mà em ra thằng tài tính anh Tam Ken gọi là quá sớm á thì nó sẽ mạnh, mình sẽ không có làm chủ thua được á. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ cố gắng mình làm thử thách gọi là tướng 5 đồng 3 sao. Nhưng mà đặc biệt á, là mình sẽ cố gắng mình làm một á, là kèm với 3 mũ thủy. Còn hai á, là mình sẽ làm x3 găng bảo thạch nha em ơi. Anh em nào xem muốn mình làm cái gì cứ bình luận ở phía dưới nha. Thank you anh em rất là nhiều. Mới đầu vào mà mình thật sự là có con Tam Ken tin anh thần tài như thế này á, mình thề với anh em là khó thua thật sự luôn á. Tại vì Tam Ken tin anh là lúc đầu vào á, nó mạnh cực kỳ luôn. Nó vừa trâu nha. Với lại mình nhớ không nhầm á, là con Tam Ken á là một trong lộn là con duy nhất luôn là có lượng đam cao nhất ở trong đấu trường chân lý 14. Lượng đam cơ bản đánh thường nha anh em là cao nhất. Mà lúc đầu game nó còn có tin anh với lại là hai sao như này nữa thì thằng này mà chịu nổi đây. Nếu như anh em chưa biết thì ở mùa 3 á, cái con mà có lượng đam tay cơ bản cao nhất á, đó chính là con Ba Phai. Còn ở mùa này nha là con Tam Ken. Đó, lượng đam tay cơ bản cao nhất nên lúc đầu mới và nó liếm liếm cái thôi là cũng hơn nửa cây đó, chứ đâu phải dạng vừa đâu. Anh em nào mà lúc đầu mới có Tam Ken tên anh thằng tài hay là tên anh đấu sĩ á, anh em lắp cho nó cái giáp lửa là mình thề nó trâu vãi đái luôn ạ. Nội tại của nó nữa, giảm đam nữa, mắc binh. Nên ngày hôm nay mình sẽ cố gắng mình chơi chủ thắng với thằng tài nha. Cái thằng tài này á là một trong những cái tộc hệ đang rất là mạnh và cũng như là rất là nhiều người thích chơi á. Tại vì nó chơi thắng không được nè, mà chơi thua thì cũng được luôn. Hợp lý chưa? Thắng thì mình snowball thôi, còn thua thì mình đợi mình nổ hũ. Còn nổ mà không được á thì cút luôn. Ok, hiện tại mình đang có hai cái gậy nè, một cái găng với lại là một cái nước mắt nha. Mình sẽ cố gắng mình kiếm một là đủ 3 mũ, còn hai là đủ 3 cái găng nha. Và mình sẽ cố gắng mình chơi thằng tài chủ thắng. Lên level 5, level 6 đó, roll nhẹ kiếm Musiyu, rồi Kata là đủ. Hoặc là nếu như mà hơn á thì tầm round 3 đi chợ, xuất hiện Siyu cái lụm về cái là cứ ăn luôn. Không làm mà vẫn cứ ăn anh em. Sướng chưa? Nhưng mà đó là cực kỳ hơn luôn mới có. Mình đã từng có làm có một video gọi là round 3.1 sao anh em ơi, là mình đã có full 6 thằng tài rồi. Đấy, ra cực kỳ nhanh luôn. Cái đó là cũng là lập cái luật của mình với gọi là thần tài mà không cần xài Nerco mà vẫn lên được 4 con tướng 5 tiền 3 sao đó. Không cần xài Nerco nha. Và mình tin chắc rằng là trong cái list video của mình đó là có rất là nhiều video gọi là làm thử thách mà anh em chưa xem á. Và có thể ở trong đó là cũng có nhiều anh em đưa ra ý tưởng cho mình đó mà không biết là mình đã làm rồi em ơi, thì em có thể bấm vào phần video của mình để xem nha. Thank you anh em rất là nhiều. Ok, cái này là chơi chủ thắng luôn nha em ơi. Nên mình mua tướng bỏ vào upgrade lên Dinh 2 luôn đi. Dinh 2 mà tầm round 2.6 này thì nó cực kỳ ok nha. Mặc dù là nó không bằng tướng 3 tiền khác á, nhưng mà được cái châu với lại là đam cũng khá là mạnh. Chứ cái tầm round 2.6 này mà anh em có kiểu như là Vega 3, 2 sao hay là con King Red 2 sao á, trời ơi. Hoặc là Calista 2 sao anh em ơi, thì nó bá đừng hỏi luôn. Như anh em có thấy là mình đang có chủ thắng 6 trận liên tục với thằng tài nha. Trừ một cái trận thua lúc đầu game á, thì mình chưa bỏ tướng vào anh em ơi, thì nó trừ tận 8 máu á. Nên từ lúc tới giờ, từ đầu game tới giờ luôn, chưa thua thêm bất kỳ một trận nào nữa. Tại vì cái đồ hình của mình nó cũng khá là ok, với lại là mình cũng upgrade lên liên tục á. Thằng tài này mình đang chơi chủ thắng nha, nên mỗi round ít nhất á là mình sẽ được thêm 2 đồng. Còn nhiều á là mình sẽ được thêm 3 đồng, và nếu hơn nữa thì mình sẽ được tầm 5 đồng nha. Nếu như mình nó rớt tướng, đấy thì mình sẽ được tầm 4-5 đồng rồi đó. Còn nếu như mình nó rớt tiền thì ít nhất phải là 2 đồng. Cái này thua ta, nhìn hơi giống thua nha. Dinh ơi,
rồi. Gì cũng thắng này anh em ơi. Hợp lý quá ta. Leicester. Ok, cái này mình coi thử là có Siu nè. Cái này có Siu cái là có đủ 6 con tài luôn nè anh em ơi. Có không đây? Không có. 4 con tướng 4 vàng nhưng mà ở 3 con nha. Mà không có rồi. Nhưng mà có thì sợ mình cũng không có đến lượt đâu. Tại vì mình thấy mình chết sơ qua là cũng có khá là nhiều nên cho thần tà. Với lại là cũng có người chơi thần tà tinh anh đó. Nên là nếu như mà có Siu thì chắc là cũng không có tin lượt mình. Ok, mình sẽ cố gắng mình lấy gậy nha. Con Sten cầm gậy nhìn ngon chưa kìa. Anh tớ với em luôn nè. Ui, Sten nó chạy qua đó là chịu nha. Sten nó chạy qua mình thì ok chứ Sten nó chạy qua đó thì chịu ơi. Thôi lấy nước mắt thôi anh em ơi. Nước mắt là tí nữa mình có thể ghép được cốc nè hoặc là cái blue cũng được. Rao hồi nãy nha anh em ơi, mình vừa mới xài gọi là gần 20 đồng đó để roll Siu ở level 7 để coi thử có không á, nhưng mà thật sự nó không ra. Mình sẽ roll đến khi nào mà nó ra thôi nha. Ui, đây rồi. Leicester. Tốn mà gọi là gần 25 đồng cũng được anh em ơi, nói chung là không lỗ cho lắm. Tại vì cái này người ta gọi là cái sự đầu tư đó. Đó. Giờ chỉ cần gọi là thắng thôi là nó sẽ bù lỗ là tất cả. Nãy giờ mình tốn hơn 20 đồng để roll đúng không? Nhưng mà giờ chỉ cần thắng đúng gọi là một round thôi thì nó sẽ bù lại tất cả những cái gì mà mình bỏ ra từ trước giờ. Đó, hợp lý chưa? Rồi, 6 con tài nha. Mình có Jin, có Annie với lại là có Siu tinh anh khá là sớm. Xong rồi hồi nãy nó còn ra thêm Kata nữa mà ra đâu phải là một con nên thôi. Ra hai con. Xong rồi mình lên level 7 á, mình roll kiếm Siu nữa, mắc binh chưa? Ui, anh em thấy ảo không? Từ đầu game đến giờ chơi 5 thằng tài á thì thắng 8-9 trận liên tục. Vừa bỏ 6 thằng tài vào cái thua. Cái dớp bên em ơi. Cái này người ta gọi là cái dớp à. Từ đầu đến giờ thắng gọi là không thua một trận nào mà bỏ 6 thằng tài vào cái thua anh em ơi, hợp lý quá. Mình nghĩ là chắc rau sâu quá anh em ơi. Mình bỏ King Red và mình chơi luôn á, thiệt. Mình sẽ bán Kata nha để đổi cho đồ cho King Red, cho King Red nó gánh. Tại vì con King Red này là một cái con mà gánh tem từ lúc mà đầu game đó là giữa game á, rất là mạnh nha. Xong rồi về lúc cuối game á nó sẽ gọi là hơi đuối một chút á. Nhưng mà anh em lúc đầu game mà có King Red là có đồ chuẩn nó đăng tí á thì nó gánh tem cực kỳ mạnh luôn. Và những cái món đồ mà anh em nên ghép cho King Red để có thể gánh á thì thứ nhất là cuồng đao nè, thứ hai là cái bàn tay nè, cái món thứ ba thì tùy anh em thôi, có thể là mũ thủy nè, gậy anh em ơi, găng anh em ơi, hợp lý quá nhờ. Có nước mắt nữa nè. Còn lại cho King Red nha nè boy. Đồ này King Red nó cầm thì nó gánh tem cực kỳ ác liệt luôn nè. Mình nghĩ là đồ này King Red nhảy phát là chết thằng đó. Với lại là có blue nữa nên tích lại cái mana khá là nhanh. Đây, hợp lý chưa? Nhưng mà đồ này là không phải đồ chuẩn King Red khi mà nên muốn chơi cái meta King Red cũng như là thợ săn với lại là đại sư nha. Đồ mà chuẩn nhất King Red mà nó có thể ghép mà có thể gọi là gánh tem giúp anh em nó chiến thắng á là cuồng đao nè, bàn tay các kiểu á. Ok, thắng đường chọn rồi nè. Bù lỗ là anh em ơi. Giờ chơi này là chỉ cần rất mình nghĩ là Neko thôi là đủ rồi. Mình sẽ cố gắng mình up lên level 9 sớm nhất có thể nha. Còn nếu như mà nó rớt quá nhiều Neko là tầm khoảng là 5 lần thắng mà với 6 tài mà nó rớt 4 Neko. Đấy, thì mình suy nghĩ lại là làm tướng 5 tiền 3 sao ở level 8. Ồ, King Red 2 luôn nè anh em, hợp lý quá. Đánh quái rất tướng mà đúng tướng mình cần luôn. Xong rồi đi chợ lộn mà nó rầm đùm tướng ra đúng tướng luôn anh em ơi, hợp lý quá. Ok, mình muốn ghép cái cờ giấy kia nhưng mà tem kia là đang cầm thì ghép nó hơi bị si đeo gà, bỏ cái tem kia ở phía dưới búp thì cũng không được. Cái dàn tăng của mình nó phải đủ châu để cơ King Red nó bắn là ổn rồi. Ui, dinh tem bạn rầm đùm đã đồ được quá nhờ. Một nhảy một mạng nè, 1,300 đam chứ đùa. Hai nhảy nè. King Red này là gánh tem ok lắm mà. Ok, quá hợp lý rồi, quá hợp lý rồi. Nếu như mà nó rớt nhiều Neko nha Nam ơi thì mình sẽ làm tướng 5 tiền 3 sao level 8. Còn nếu như mà nó không rớt nhiều Neko mà nó rớt tiền với lại trang bị thì mình sẽ Snowball nha, để lên level 9 luôn. Ồ, Teemo nè. Lên 2 sao luôn đi bạn ơi. Nidalee nó hơi thừa nhờ.
mà Janna thì lại không kích được búp. Hecarim đi em ơi, kích cái tiên phong cái nhẹ nè cho tăng cho một tí. Rớt kiếm bếp hơi nhiều nha, đánh giá là rớt hơi nhiều đấy. Ok anh em này xem thay thì đừng quên làm like ủng hộ mình nha, thank you nó rất nhiều nha. Và anh em nào muốn mình làm cái gì thì cứ bình luận ở phía dưới nhé. Giờ đồ của mình nếu như mà muốn ổn nữa thì chỉ cần lấy thêm một cái găng thôi là đủ đồ nha. Mình đang có hai cái nè, với lại Jin nó đang cầm cái nữa là đủ. Giờ đi chợ lấy thêm một cái găng nữa là ok, hoặc là chơi thần ta tự rớt đồ cũng được, không sao hết. Kim Red carry cực mạnh luôn, quá hợp lý. Teemo này là một trong những con thiên xạ mà nếu như mà anh em ra tên anh Teemo hoặc là có đồ cho Teemo á mà kèm với thiên xạ á, thì thật sự là carry cực kỳ ác nha. Mà đồ Teemo có thể ghép lúc đầu như là kiếm súng nè, như là quỷ thư nè, như là bời lưu các kiểu nè anh em ơi. Và đồ đó cho những con tướng nào mà 4-5 tiền mang được á, thì Teemo ra lúc đầu game gánh tem cực ác luôn, giữ máu quá là ok luôn á. Cái găng cho anh Kim nó cầm kìa, cái lấy được ông ta, ui hợp lý quá nhờ. Cái này nếu như em chưa biết nha, thì con Kim này hồi vài phiên bản trước thì cực kỳ hot luôn. Nhưng mà trở lại mấy cái phiên bản gọi là gần đây thì Kim này nó đã bị gọi là xóa ngôi bởi những con tướng 5 đồng khác. Hồi trước anh em chơi thì nhà nào cũng Kim luôn, nhà nào cũng kiếm súng rồi blue rồi đại bác các kiểu á. Ui lại rất kiếm bếp à, phải sò chi mén luôn. Mới mấy phiên bản trước thôi thì Kim thật sự rất là hot, nhưng mà vài phiên bản trở lại gần đây thì anh ta như là không ai chơi luôn, hầu như là mình không thấy ai chơi luôn anh em ơi, trừ khi mà nó ra gọi là Kim nổ hũ thôi. Ok level 8 hơn một nửa nè, ờ 1/4 chứ, hơn nửa thì hơi láo. Kiếm bếp 3 cây rồi, phải sò chưa. Cái kiếm bếp này là từ đầu game đến giờ là mình không lụm cái luôn á nha, không lụm một cái luôn. À Phelot gặp Teemo là giống như con gặp bố rồi, bắn không được phát nào. Ui Hecarim nè, ui trâu nó nhờ. Cái này mà Hecarim nó có đồ thôi chứ hơn em. Hecarim nó mà nó có đồ thôi chứ nó gánh tem thì mệt nghỉ luôn đó. Lilia không cần cho lắm nhờ. Đây còn Ash kích nhẹ cái thời xăng ở đây. Nó ra Warwick thì ngon. Ra Warwick thì vừa kích được thời xăng vừa kích được cái đấu sĩ luôn. À, một cái thông tin nào cho nên là chưa biết nha, thì mình đón không nhầm là tầm ngày 7 hoặc là ngày 8 tháng 1 á, thì cái phiên bản gọi là 4.5 của đấu chân lý thì nó sẽ cập nhật được ở server BB. Còn nếu như mà muốn cập nhật ở server Việt á, thì mình nhớ không nhầm là tầm ngày 2 mấy tháng 1 đó anh em ơi. 2 mấy tháng 1 thì nó sẽ cập nhật ở server Việt. Còn nếu như mà anh em muốn chơi trước á, thì có thể quay server BB nha, nó cập nhật trước là 1-2 phiên bản. Mình nghĩ là trước tầm 2 tuần. Đấy. Anh em nào muốn trải nghiệm trước thì có thể qua đó chơi nha. Thì vàng à. Ôi rất thì vàng này biết ghép cái gì đây trời. Ok hết rau này mình lên lực level 9 nè. Hồi trước thì cái ABB anh em ơi thì nó còn gọi là khó tạo, cực kỳ khó tạo luôn. Cái giá ABB hồi 1-2 năm trước thôi thì nó cực kỳ cao, nhưng mà bây giờ nó lại cho tạo miễn phí á, nên anh em nào cũng có thể chơi được nha. Cái gì vàng vàng thế này, cái gì vàng vàng thế này. Ủa thì vàng em ơi, còn cái gì vàng vàng kia, thì nó rất thêm cái thì vàng nữa hả. Ui vàng vàng là rất tướng ạ, vải xoài ạ, nhưng mà được cái là rất thêm cái thì vàng nè, mắc bên rồi, hợp lý quá. Hợp lý quá anh em ơi. Rao trước chơi thần tàn thì rất thì vàng, rao này đánh quá thì rơi thêm một cái thì vàng nữa, hợp lý quá. Còn đồ này thực sự là mình vẫn chưa biết ghép cái gì nha, thề với anh em là chưa biết ghép cái gì luôn.
Cái này ghép cho Dinh cũng được nè, nhưng mà nó cầm hơi phí. Cố lên bạn ơi. Ok. Nhấp lưới à. Mình sẽ cố gắng mình tận dụng cái thần tài này đến khi nào mà anh em còn tầm 2 mấy đến 3 mấy máu nha. Tại vì mình còn tận 80 máu lận nên mình chấp được anh em à. Mình sẽ cố gắng mình roll. Ok, chiếc hồi sơ thử nha. Mình sẽ không làm tướng 5 tiền nào mà bị người ta giành nha. Bị người ta giành thì khó lên bay sau lắm anh em. 5 tiền rồi. Mình nghĩ là mình sẽ roll tầm ít nhất là 2 đến 3 con tướng gọi là 5 tiền mà nó có 2 cặp nha, là tầm 6 con nha anh em ơi, thì mình sẽ 6 con thì 3 cặp chứ đúng không ta, tính hơi láo rồi. Tầm 6 con nha, xong rồi mình sẽ bán con tam ken này đi rồi roll tin anh đó, con nào ra trước thì up lên luôn, bay sao luôn. Cái này là cách dễ nhất luôn đó anh em ơi. Này đấu sĩ thợ săn luôn, nhưng mà dương slot nè. Cái một set nó coi, listen. Set nè, cái April luôn nè, set nè. Quay hợp lý quá. Bán cái này đi. Ok anh em ơi. Đồ hình mắc binh rồi đó. Bây giờ con tướng nào 5 tiền cầm 3 găng là hợp lý nhất ta? Mình đủ đồ nè. Listen cầm 3 găng nghe không hợp lý chút nào cả, tại vì Lee Sin bay sao nó đáng phát cúp luôn rồi, cần gì ba găng anh em ơi. Nếu như mà hợp lý nhất là Zone nè, mà Zone bay sao ba găng mình làm rồi. April cũng hợp lý nè, Seth cũng hợp lý nè, còn Kein cũng ok nè, còn con nào nữa ta, AZ đó anh em ơi, còn con Lilia với lại là con Zillin là không chơi nha, mấy thằng đó nó không gây đam được rồi. Nhiều năm bảo là tại sao mà không thấy mình làm con Lila 3 sao anh em ơi, thì mình thật sự là mình không biết là phải làm gì với con đó luôn, không biết phải làm gì luôn á, thiệt. Con đó nó không cầm 3 mũ được, nó không cầm 3 găng được, chẳng lẽ giờ làm Lila 3 sao ít bay Sojin. Nghe nó hợp lý không anh em ơi. Nhiều năm bảo là mình không làm á, nhưng mà mình thật sự là không biết làm gì luôn á. Ủa set 2 nè. Ô găng à, bây giờ thì không còn găng lắm anh em ơi. Mình ra con tướng 5 đồng này là muôn đó nha, nhưng mà muôn con nào cần thiết thôi. Không ra. Ok, thằng tà này mình chỉ chơi tầm 2 rau thôi nha anh em ơi. Tới tầm rau quá đi là mình sẽ bán nó đi. Đây bán bất tướng nè, để cho nó gọi là người ta gặp mình đó thì đỡ máu. Set 2 bây giờ thì khó thu lắm rồi. Nãy giờ roll kiểu như là không có con Dinh nào đã thay luôn á. Muốn bán Dinh này đi nè. Họ tí bán luôn lần. Ok, thêm rau nữa nha. Thêm rau đây, thêm rau đây. Hay là giờ bán luôn ta. Ui, lại kiếm bếp à. Vãi xòi à. Mình thề vẫn là kiếm bếp nó ra nhiều vải đái luôn á. Ghép bớt đồ đi nha, nó không cho mình gọi là bán tướng nữa, lấy đồ luôn á. Bán nè. Set nè. Ui, 5 tiền rồi anh em ơi. Hợp lý quá. Bỏ bớt ra nha. Thắng thì thắng nhẹ thôi. Nhưng mà ông này còn nhiều máu, ông này còn 12 máu à. Không, gặp mình là đi luôn rồi chứ. Gặp mình là đi luôn rồi chứ anh em ơi. Chơi bời nữa. Warwick trâm đùm ra đồ ác không? Warwick trâm đùm ra cái mũ với lại cái găng anh em ơi. Ác liệt được chưa?
không tin được luôn á. Đi luôn rồi. Ok, anh em còn khá là nhiều máu á, cái này là mình chơi tầm được 4-5 round nữa. Ok, bán tin anh thôi, roll thôi. Mua hết. Ui, Zealand không chơi nha. April à? Không được anh em ơi. Tại vì April này mình muốn lên được 3 sao á thì phải roll thêm 2 con, à, lộn thêm 1 con nữa. Mình là không muốn. Mình muốn set cơ. Set nó cầm 1 con 5, 1 con 9 thì đã hơn rất là nhiều. Uầy, không đủ slot rồi, lụm đồ luôn rồi trời. Ui, bạn Vi Cute này bạn cũng chơi 6 con tài nè anh em. Người anh em. Set tên anh coi. Một con set tên anh thôi là đủ nha. Ui, một con nữa nè. Ui, đủ luôn nè anh em. Không cần tên anh luôn à. Ok, Nico cho em luôn. Rồi, bán bất tướng đi. Bán bất tướng nè. Bán luôn, bán luôn, bán luôn, bán luôn. Bán luôn, bán luôn. Bán luôn. Ok chưa? Siêu phẩm chưa anh em ơi? Đây, người anh em 6 hồng tài. Người anh em 6 hồng tài. 6 hồng tài đam mê à. Oh shit. Mặc dù là bạn đã tách cái đội hình ra luôn rồi đó, nhưng mà mình có con anh em ơi. Đánh cỡ nào thì cái đám đó nó cũng phải chạy lại cục á, thì mới đánh trúng mình. Đấy, nên tách ra không thì cũng vậy nha. Hợp lý quá, người anh em 6 hồng tài lên vào 8 hơn 50 tiền. Tính là gặp ai chứ gặp mình hơi xui. Từ từ, ông này thu còn nhiêu máu ta? 11 máu, ông kia còn 23 máu hả? Từ từ, nếu như mà mình muốn lâu dài anh em ơi thì round này mình nghĩ là mình nên chấp á. Tại vì round này là có thể là cả hai ông đều gặp cái bản sao, và bản sao của mình nữa nha. Từ từ anh em ơi, mình gặp bản sao à, cũng được anh em à, không sao hết, không sao hết. Mình tưởng là một trong hai ông á là phải gặp bản sao, mà what the fuck, hai ông vừa mới gặp nhau giờ gặp tiếp rồi anh em. Cái quy luật gì đây? Cái quy luật này mình không có tính được nha. Mình thề với anh luôn, hai ông vừa gặp nhau, mình thề với anh là một trận đó là phải ít nhất là một ông phải gặp cái bản sao của mình mà. Mà giờ sao hai ông gặp tiếp? Mới cấu ông anh em. Cái quy luật này tính không nổi rồi. Nó đau đầu quá. Nó cứ lạ lạ nào ấy nhờ. Đáng lẽ là mình phải gặp một trong hai ông này chứ. Con lợn này. Không hiểu luôn á em à. Thề. Thôi chấp thêm rau đó nha. Chấp thêm rau đi. Giờ chắc chắn luôn. Giờ chắc chắn luôn là một ông gặp mình, với lại là một ông gặp bản sao của mình. Đáng lẽ hội trận trước á là phải như vậy, nhưng mà tự nhiên cái trận trước hai ông gặp nhau tiếp. Không hiểu. Hồi nãy mình nói nhầm nên em ơi, một ông á là phải gặp mình, với lại là một ông á gặp bản sao của mình. Hồi nãy mình nói nhầm là cả hai ông đều gặp bản sao. Sorry anh em nhiều nha. Đây, một ông gặp mình nè, coi thử cái ông kia gặp ai. Mong là ông kia thắng nha, gặp bản sao mà thua nó thì hơi mệt. Đây, một ông gặp bản sao của mình nữa nè. Top 1 ngu à, cái đậu xanh đó. Hy sinh làm video mà lại bị chữ ngu nữa mà, chung cũng hơi buồn. Ok, cái này mình không cần lấy cái gì hết luôn á. Mình nên set 3 mình đi chờ bằng cái set hả ta? Mình sẽ cố gắng cho trận đấu này nó kiểu như là càng dài là càng tốt á, cho lâu lâu một tí. Bán tướng không được nên mà full đồ rồi.
À, đúng rồi, mình có thể ghép cái kiếm bếp với lại là cái cung gỗ lại mà đúng không? Xong bán vẫn được đúng không anh em ơi? Thôi, để đi. Rồi sau mình bán nha. Ok, gặp ai đây, một ông gặp bản sao của ông kia, một ông gặp bản thiệt của mình, hợp lý quá. Đám. Ui. Chưa cà phê nào mà gọi là bằng cà phê này. Chưa cà phê nào mà bằng cà phê này anh em ơi. Ông này còn đúng một máu à. Ông này thắng luôn không? Ông này thắng luôn. Hợp lý quá. Giờ nếu như mà mình đoán không nhầm á nha. Từ từ để mình ghép đồ đó à. Bán tướng nha anh em ơi. Đây. Rồi con xếp là một con chín đi. Giờ nếu như mình đoán không nhầm á, là bây giờ là mình sẽ gặp cái bản sao của cái ông top 2. Rồi cái ông top 1 lột, rồi cái ông top 2 là cấp top 3 nó sẽ gặp nhau. Đoán không nhầm là vậy. Còn nó tính ra sao rồi tính anh em ơi. Chứ mình đoán thôi. Dự đoán thôi. Đây mình sẽ gặp cái ông top 2 nè. Gặp ổng nè. Rồi, gặp ổng luôn. Nó ôm hơi ngu rồi em ơi. Ây da. Nó ôm hơi ngu. Đáng lẽ nó phải ôm phía bên trái chứ đúng không? Nó ôm phía bên trái là thắng rồi, nó ôm phía bên phải. Con Vinh nó còn sống ở đây mà. Cái này là do mình sắp tem thôi. Mình tưởng là sớm ở chính giữa là đẹp nhất rồi mà ai ngờ nó vẫn không được à. Ờ, nhưng mà con nó thua luôn nè. Cái ông đó thua luôn anh em à. Cái ông đó là mình chỉ cần xếp phía bên phải á, cho con xếp á, nó đấm từ phía bên phải qua phía bên trái là thắng à. Hồi nãy mình xếp gà thôi. Còn 25 máu lận mà tầm này thua không chết nổi luôn á. Ơi từ từ từ, từ ra 7. Một con bét mình nhớ không nhầm là trừ tầm 10 máu hay sao á đây thôi. Không biết chết nổi không ta. Nhưng mà thôi hy sinh vì nghệ thuật nha. Mình sẽ vẫn để con set này một con chín cho anh em xem. Chứ bỏ tướng vào thì nó là dễ quá. Đây giờ mới đúng là không có slot để lượm đồ nè. Wow, ông này nhìn lan con sứ giả cực khổ thế. Một cái xong đấu à. Được phết nha. Một cái xong đấu mà ý tưởng anh em đưa ra cũng được phết đó. Anh em nào đã xem đây và chưa like thì đừng quên làm like ủng hộ mình nha. Thank you anh em rất là nhiều nha. Mình sẽ cố gắng mình làm những video chất lượng hơn và gửi tới tất cả anh em. Vega bài xào. Một con set này được cái là nó còn về cặp bụng anh em à. Nên không có lo bị sốc đam phát chết luôn. Nên chắc chắn là nó sẽ đấm đường đấm. Mà chỉ cần set 3 sao một đấm mà thôi. Mà còn ít 3 găng bảo thạch. Anh em xem này. Cái này là không có tin anh luôn nha. Nhìn nó vẫn phê vãi trưởng à. Ok và GG tất cả nha. Tạm biệt em. Hẹn gặp lại lần sau nha. Hãy chắc rằng nhớ like và stay ủng hộ mình nhé. Bye bye.